Mày chạy à? Hả? Để mày thoát thì anh quá là con của mày à? Anh đang kiếm tiền để trả con sang anh mà. Em biết là các anh chăm chút na rất cần tiền, nên là em cũng không thể nào em ngủ yên được. Em mày không muốn. Tao đến nông nỗi này là vì mày, nên mày phải kiếm tiền để trả cho tao. Mà cảm thấy kiếm tiền khó quá ấy, để anh giúp cho. Để anh giúp cho mày. Bà yên tâm đi. Về cái khoản trốn nợ ấy, thằng con trai mình là thủ khoa rồi. Hay hớm lắm đấy mà ông còn cứ nói ra cái điều đấy. Ôi, ông bà bơ vơ thơ mộng quá nhỉ. Chú ngồi ngắm tàu à? Ngắm nghĩa gì, ngắm nhau thôi. Chú ăn sáng chưa? Mời chú. Này, ngô này bẻ ngoài bãi này phải không? Không, tôi mua vừa luộc sáng nay xong, mời chú làm bắt. Quý hóa quá. Vâng, con xin. Thế bố mẹ đã bỏ thuốc độc vào đây chưa? Chú này, nói thế hàng xóm người ta nghe thấy người ta lại tưởng thật. Cái chú này đùa nhạt thật ấy, chả có duyên tí nào cả. Thôi thì đừng đùa nữa chú ạ. À, thằng con báo đời nó đi đâu rồi nhỉ? Ôi thưa chú ơi, em nó đang ngủ. À, dạo này nó ngoan lắm. Ủa, cứ ăn xong là ngủ như cún con ấy. Ngoan đáng yêu lắm chú ạ. À, tốt quá. Vâng. Nó ngủ luôn rất ngàn thu thì hay. Cái chú này chưa gì nữa, xã hội bớt đi một sản phẩm lỗi đúng không? Mẹ cứ nghĩ mãi, mẹ con mình long đong lận đận như thế này, biết bao giờ mới được bình yên. Mẹ thấy anh Lưu tỏ rõ lòng thành ý với con rồi đấy. Con hãy mở lòng với anh ấy đi. Đàn bà con gái cần chỗ dựa về lâu về dài. Con cha còn dựa vào ai? Dựa vào bà là đủ. Dựa vào tôi ấy à? Dựa mà hai mẹ con phải đi ở nhờ tạm như thế này đấy. Con gái con đứa có thì rồi còn sinh con đẻ cái nữa chứ. Luyến, mẹ không đành lòng thấy con vất vưởng như thế này đâu. Alo. Chị Hòa ơi, em bắt đi chị. Chị cho em gặp chị Luyến, chị gái em ơi. Này, không có luyến liếc gì ở đây cả nhá. Mày giỏi mày bác cái xác mày lên đây, tao đánh cho mày tan xác pháo luôn. Bố láo bố tuyết, giờ mà con dám gọi điện à? Bọn này là chủ nợ của thằng Bát đây. Nói với con chị nó, bọn này đang giữ thằng Bát. Muốn cứu mạng nó thì chuẩn bị 80 triệu đi. Địa chỉ bọn này sẽ liên hệ sau. Không trông đủ 80 triệu thì bọn này cho nó tan xác pháo ở đây luôn. Không cần phải ra đến chợ đâu, nha.